năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Không quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sáu huyện phát xít Đức tại Berlin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình. Đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương. Những phần tử phản động ngoan cố trong chính quyền tay sai của Nhật đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách mạng. Trước sự chuyển biến mau lẹ của bối cảnh trong nước và quốc tế có lợi cho cách mạng Việt Nam, ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính đất phẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời Cách mạng Việt Nam. Tháng 4 trở đi, cao trào kháng Nhật diễn ra mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang. Bác Hồ chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng và chuẩn bị Đại hội Quốc dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu Giải phóng Việt Bắc được thành lập, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương, đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định lập tức thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc gồm các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh, Chu Văn Tấn do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Quy định quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, quốc ca là bài tiến quân ca. Thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. 200 chiến sĩ giải phóng xuất quân từ cây đa Tân Trào, dầm dập lên đường, tiến sang Thái Nguyên, tiến về Hà Nội. Ngày 18 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Mỹ Tho. Ngày 19 tháng 8, tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Phú Yên, Thái Bình, Khánh Hòa. Ngày 20 tháng 8, khởi nghĩa thành công ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn Tây, Ninh Bình và Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 8, giành chính quyền ở Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An và Ninh Thuận. Ngày 22 tháng 8, khởi nghĩa thành công ở Cao Bằng, Hưng Yên. Ngày 23 tháng 8, giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 24 tháng 8, khởi nghĩa thành công ở Hà Nam, Quảng Yên, Lâm Viên, Đắk Lắk và Gò Công. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Sài Gòn và các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Bà Rịa, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh, Sa Đéc, Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Thọ và Sơn La. Ngày 26 tháng 8, giành chính quyền tại Châu Đốc, Biên Hòa, Quảng Ninh. Ngày 27 tháng 8, giành chính quyền tại Rạch Giá và Quảng Ngãi. Ngày 28 tháng 8, khởi nghĩa thành công tại Đồng Nai và Hà Tiên. Trong vòng 2 tuần lễ, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã thắng lợi hoàn toàn, lật đổ chế độ thuộc địa và phong kiến. Cách mạng tháng 8 là một sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với lực lượng quân chúng đông đảo và được giác ngộ, với bản lĩnh và trí tuệ, Đảng và
mặt trận Việt Minh đã chớp thời cơ lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa thành công. Cách mạng tháng 8 đã chấm dứt 80 năm thuộc địa dưới gót giày thực dân, kết thúc chế độ phong kiến hàng ngàn năm và mở ra một trang sử rực rỡ của đất nước. Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.